Hôm kia em lại được nhận được cái cuộc điện thoại từ cái ông chủ thầu hôm trước vừa dọa anh em, bảo là em còn muốn lấy tiền không, nếu mà em muốn lấy tiền thì phải đi làm một tuần nữa thì chủ đây mới cho. Đi làm mà 1 tuần nó gì mới đo cho à? Sao? Ông nọ làm thì theo như Quân nói đấy là cũng còn hơn là 2 triệu à? Sao ạ? Còn hơn 2 triệu nhưng mà người ta gọi cho em à? Sao ạ? Bà là nếu mà đi làm như này thì làm được mấy ngày thì lại lại đưa tiền cho không? Làm một tuần. Làm 1 tuần rồi mới lại đưa à? Sao? Ông kia gọi thì cái công việc là đi làm là làm cái gì? Vẫn đi làm như cũ thôi, vẫn là đi trộn vứa sách vứa thôi. Cháu được xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa cô bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục đi xuống cái nhà của em Quân cô bác ạ. Và đồng thời thì cháu Lực cũng có nhận được một cái phần quà nữa là của bà Khánh ở Gia Bình, Bắc Ninh, là bà ấy gửi tới cho em Quân. Thì hôm nay cháu Lực nhận được thì cháu Lực đã đem xuống cho em Quân luôn. Hiện tại thì trong này cháu Lực cũng chưa biết là phần quà gì cả. Thì bây giờ xin mời các bác cùng cháu Lực đi xuống dưới để mà mở cái phần quà này các bác nhá. Hôm nay thì đi xuống nhà của Quân thì cũng khá là muộn rồi các bác. Hôm nay thì bây giờ thì gần 6 giờ dưới một chút rồi. Nên ban ngày thì sợ rằng là Quân ngày hôm nay thì Quân lúc mà cháu Lực xuống ấy thì điện cho Quân thì Quân nói rằng là đi làm với các bác ạ, là không có ở nhà thì ra là cháu Lực không có xuống được. Cái con đường như này thì chắc là rất là quen thuộc với lại cô bác anh chị ở trên kênh rồi. Trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng ghi hình lên rất là nhiều. Cái thời gian vừa rồi thì Quân có đi ra ngoài làm thêm một số công việc các bác, và đặc biệt là cái công việc mà em ấy đi bóc vác đấy thì cũng có rất là nhiều khán giả nói với cháu Lực rằng là em Quân không nên đi làm những công việc nặng như thế, không đi làm những công việc như thế thì thật sự ra Quân thì cũng gọi là cũng đi khá là lâu rồi các bác ạ, thì cháu Lực cũng chưa biết chưa bắt gặp em Quân đã làm. Thế ra là hôm đấy cháu Lực xuống thì bắt gặp em Quân là em ấy đi làm với các bác. Phải nói là những công việc mà đi bóc vác xi như này thì như Quân thì năm nay mới có 15 tuổi thôi cô bác ạ. Một cái công việc mà rất là nguy hiểm. Ui, cái dây điện này không biết là của nhà ai đổ xuống đây cô bác này. Rất là nguy hiểm, nếu mà bị hở một chút là đi qua là có thể là giật bị giật luôn đấy. Đây không phải là một dây đâu mà có hẳn là 2 3 giây liền cô bác. Có vẻ như là cột là nó bị mục hết rồi. Đấy, vừa rồi tiếp tục cái câu chuyện mà em Quân có đi ra ngoài bốc vác đấy cô bác ạ, thì cho nên cũng có bảo với em Quân thôi đấy, nhưng công việc này thì nếu mà em cứ tiếp tục như này đi làm mà lộ tầm thời gian nữa sinh ra bệnh là không có tiền để mà đi chữa trị đâu, làm mà công việc thì làm công việc nhẹ nhẹ hơn một chút. Sáng hôm nọ là em ấy mới trồng được cô bác này, bây giờ thì đã lên lên một chút rồi. Có vẻ như là nhìn thấy từ xa thì thấy là Quân đang ở dưới kia là chăn dê các bác. Rồi sau vài trận mưa thì thấy là ngô của nhà em Quân thì cũng lên rất là tốt rồi các bác này. Năm nay thì là giống cây ngô như này thì cũng được là bác Chiêm là bác ấy gửi cho em Quân để mà trồng.
Hôm nọ thì là định cùng em Quân là kéo cái ống nhựa này các bác này đi ra phía bên kia để mà kéo cái nguồn nước ở bên kia về đấy, nhưng mà không có được sự đồng ý của người ta, hình như là cũng không thể kéo được. Phía chuồng này thì thấy là Quân là cũng gỡ đi hết rồi, gỡ đi để làm sang làm chuồng bên kia, cho ra chuồng bên kia để cho nó rộng rãi hơn. Dê của nhà Quân thì cũng lại sắp đẻ thêm rồi. À, sao mặt mũi bẩn đấy hả? Hả? À, đi bảo anh Quân đây rửa cho. Quân thì có vẻ như là đang ở dưới cái chăn dê được các bác này. Po à, po rồi, po. Po rồi đã. Ủa, nó muốn á. Được sẽ để ở đây một chút đó. Bây giờ lấy về nhà luôn hả Quân? Dạ. Lấy về nhà chưa? Bây giờ em cho nó ăn ở bên kia. Cho nó ăn à? Ừ. Quân này vẫn đang chăn dê ở thế này các bác. Sao buồn đấy? Sao buồn đấy hả? Sao buồn đấy? Sao buồn đấy? À, sao buồn đấy? Khoanh tay chào con các bà nào. Mặt hơi bẩn nhá. Thì chú đưa đi rửa bẩn nhá. Khoanh tay. Con chào con các bà. Anh khoanh tay này. À, anh khoanh tay như này này. Con chào con các bà. Ôi, ở đây hôm nọ có vẻ như gió to hỏng hết rồi Quân. Gió to hỏng hết ra nhà tắm rồi. Thật ra là hỏng hết rồi. Cái bạt này thì cũng làm mà được mấy tháng rồi cô bác ạ. Thành ra là nó cũng không có trụ được lâu cả. Thế là chắc là phải làm lại đấy nhở. Đây là phải làm lại chứ không là tắm là không có nhà tắm đâu. Đây một con ở đâu rồi? Một con là bà em lấy đi trước rồi. À là bà lấy đi đi về để với nhà rồi à? Dạ. À. Còn hai con này thì em lấy đi sâu. À. Hai con này thì lấy sâu rồi, ăn bụng to chưa này? Dê này thì chăn ở tận đâu? À. Ở xung quanh nhà thôi, mấy hôm nay cũng không có chỗ chăn mấy thì chỉ chăn xung quanh nhà thôi. Chăn ở xung quanh nhà thôi à? Vâng. Chú Quân xin chào tất cả các ông bà của chú anh chị ạ. Nào để anh cầm cho một con nào. Ui ôi. Cầm dây nó ngắn quá, đi xuống là nó bị đến chiều tối như này nào, chắc là lấy thả thôi nhỉ, chiều tối ấy. Thả cho nó ăn cỏ bớt thêm một chút à. Dê này thì là đến buổi trưa nắng quá đấy là nó cũng không có ăn đâu. Ông thì đi đâu rồi? Ông thì đi lấy cỏ chưa về đâu. À, ông thì nhìn thấy từ xa thì đang cắt cỏ xung quanh cái chỗ thửa ruộng kia các bác ạ. Đấy. Ông thì hiện tại thì cũng có mang thêm là một cái căn bệnh nữa các bác ạ. Hôm nọ thì cũng có được sự hỗ trợ của bà bé là đem là đưa ông ra bên Lào Cai để khám là ông bị viêm phế quản các bác ạ, và cũng mua thuốc về rồi, không biết là thuốc của ông đã hết chưa. Thuốc của ông thì hết chưa Quân? Thuốc của ông vẫn còn ạ. Vẫn ông, còn? Uống bây giờ cũng đã... cổ cũng đã không bị như hôm trước nữa. Đã bị khó khèo khè kia đúng không? Vâng, bây giờ cũng đã khỏi rồi. Không biết là bây giờ đã khỏi hẳn chưa? Nếu mà nó khỏi hẳn thì rất là tuyệt vời. Còn nếu mà chưa khỏi thì lại tiếp tục là đi mua thuốc cho ông. Tại vì là nó có đơn sẵn ở đấy rồi. Mình chỉ cần đi xuống huyện là mình mua thôi là được rồi. Vâng ạ. Đấy, nếu mà huyện mình không có thì mình lại... cho người ở bên cho người ở bên Lào Cai ấy, nhờ người ta là mua cho. Vâng. Con kia thì cái nó bị ghẻ thì đã nó khỏi hẳn chưa nhỉ? Hôm trước em bôi thì da của nó đang lột da chuẩn bị có da mới. Chuẩn bị có da mới đúng không? Vâng. Hôm nọ nó bị ghẻ quá rồi. Vâng. À, tiếp tục là đến cái câu chuyện mà ông các bác cũng rất là may là được bà bé là bà hỗ trợ để mà đưa ông đi thăm khám và cũng đã mua thuốc về điều trị. Đấy, hôm nọ thì cũng khi mà cháu được chia sẻ lên đấy các bác, thứ nhất là bà bé và tất cả các bác ở trên kênh thì cũng đều nghĩ rằng là đều lo sợ là ông sẽ bị lao là ông sẽ bị lây là phải đi chữa trị một thời gian rất là lâu. Đấy, đi chữa trị như này thì tiền không có để làm sao mà đi chữa trị được. Đấy, nhưng cũng rất là may là chỉ là bị viêm phế quản thôi các bác ạ.
Viêm phế quản này thì là lạnh quá. Lúc lạnh quá đấy các bác, thành ra là ông hay bị. Chăn dê độ tầm mấy giờ là về? Thì cho nó ăn một tí nữa thì về thôi. Cho nó ăn một tí là về à? Vâng. Gọi lâu chưa? Cũng được 2-3 ngày thôi. 2-3 ngày à? Vâng. Thế nhưng mà lần này là làm ở chỗ khác hay là chỗ cũ? Lần này là đi chỗ khác rồi. Đi chỗ khác à? Vâng. Có xa không? Đi hơn 5 cây nữa. Đi hơn 5 cây à? Vâng. Thế như cái ông kia thì có biết là em có xe chưa? Có biết em có xe không? Ông đấy chưa biết đâu. Ông chưa biết à? Vâng. Thế ông ấy điện về thì là đón đưa như đón đưa thì như nào? Ông bảo là bây giờ thì ông không ra được thì cho em ngồi xe đi đến bên kia thì ông ấy đặt tiền cho đặt tiền xe cho đặt tiền xe cho á. Vâng. Hay là anh chỉ sợ rằng là theo dõi được cả thước phim của anh thì thấy là anh em có xe rồi lại gọi em đi ra bên kia. Ông đấy chỉ biết là em có mấy cây thôi. Chỉ biết là có mấy cây à? Vâng. Xem là nên mà tốt nhất là anh khuyên Quân thì là Quân là không nên đi nữa. Dạ. Bảo là nếu mà chú giải hết tiền thì cháu đi. Dạ. Chú giải hết tiền thì cháu đi chứ còn không là không đi làm nữa. Tức dạ. là không đi nữa. Chứ nếu không là đi làm mấy ngày thì lại bị lừa thì bây giờ đi bây giờ nếu mà bây giờ đi là xa hơn chú hôm trước hay là gần hơn? Đi xa hơn ạ. Đi xa hơn nữa à? Vâng, 5 cây cách 5 cây. Cách là 5 cây rồi. Vâng. Cách chỗ cũ 5 cây. Anh vừa bảo Quân đấy thì là Quân nếu mà điện về đấy thì là Quân bảo là giải hết tiền đã. Vâng. Giải hết tiền thì Quân mới đi chứ còn không là không đi nhá. Vâng. Không mà gọi em sang bên kia là có khi là lừa mà sang bên kia nó đánh trong trận thì là lúc đấy là không biết là bảo ai rồi. Vâng ạ. Đánh như lúc ấy là tội mình ra. Thế bây giờ thì tối hay là lấy bây giờ lấy đi về thôi. Đi về như con kia nó về đâu? Bây giờ gọi nó khóc về. Nó khóc về à? Bé, bé 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 bé. Còn cái được kia thì chắc là nó lên lên được kia luôn rồi cô bác. Bé 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 bé. Một cái khung cảnh mà trong chỉ có nghe thấy là tiếng chim lại tiếng ve kêu thôi. Ra bên này là xem chuồng dê của Quân chút. Chuồng dê này là to hơn rồi nhỉ? Vâng ạ. Chuồng dê này bây giờ nuôi thêm thì vẫn được thôi nhỉ? Vâng ạ. Nhưng mà sau này nó đẻ con kia nó đẻ con ra thì là vừa rồi. Vâng. Như này thì cắt cỏ cho nó ăn thì cũng được mà nhỉ, làm cái máng cho nó. Vâng ạ. Đây hôm trước em cũng định làm rồi nhưng mà bây giờ thì xung quanh nhà vẫn đang mọc cỏ thì em không làm. Tận dụng lại cỏ xung quanh nhà có gì cho nó đi buộc chiều tối lên thì thả. Con vừa rồi đâu rồi? Con vừa rồi dưới này. Bây giờ nó mới lên. Nó mới lên à? Ông đi lấy cỏ về. Thế ông thì bây giờ mới đi lấy cỏ về thì có bác này. Đấy thời gian này thì rõ ràng đang là trời còn tối muộn một chút. Bây giờ hiện tại là 18 giờ là 38 phút rồi có bác này. Ông mới đi lấy cỏ về đấy có bác. Cháu lực còn cháu lực ghi hình là cháu lực còn phải là bật đèn pin rồi thì mới ghi hình thấy được. Bè mà nó hào má. Cái con dê cái đây này. Mỗi lần mà ông đi lấy thì một vác cỏ là tầm bao nhiêu cân? Bao nhiêu cân hả Quân? Vác này? Vẫn là 15 cân thôi ạ. Tầm 15 cân à? Vâng ạ. Đây, phần phía chuồng bên này thì cũng là mượn chú hàng xóm là để mà
để con bò đó, tại vì là cô chú là không có ở nhà rồi, cô chú là đi làm xa. Thế đâu nhà mà cùng bà nào? Đi nạp đấy á. Đi nạp à? Ờ, cùng à. Làm quân mà. Anh nhìn thấy từ xa thì thấy là hơi thở của ông là đều đều hơn một chút cô bác ạ. Diêu à? Diêu. Đợi Quân lấy nốt thêm con dê kia về nữa thì gửi cái phần quà này tới cho em Quân sau. Vừa rồi thì Quân có chia sẻ với cháu Lực một câu chuyện ấy, rằng là ông chủ cũ mà điện về đấy cô bác, thì cháu Lực cũng đã dặn dò em Quân rồi là lấy tiền trước, lấy tiền xong ấy, thì mà nếu mà đi làm thì là đi, còn không thì là không đi nữa, chứ là đi là bị lừa mất là mấy ngày công. Quân thì là một cái cậu bé mà phải nói là khi mà cháu Lực ở ghi hình thì các bác cũng đã biết rồi. Quân thì rất là chăm chỉ và rất là siêng năng của bác ạ. Đây, bây giờ thì các bác cũng giúp đỡ cho Quân là đầy đủ những cái vật dụng này, xe cộ này, máy cày hay là máy phát cỏ nữa, lợn hay là dê nữa là cũng đầy đủ rồi, chỉ cần ở nhà là chăm lo thêm một thời gian nữa thì mong sao là đàn lợn đàn dê phát triển thêm, và hay là đàn lợn thì cũng đem đi bán để mà tiếp tục là nhân giống rộng ra. À, bây giờ thì mấy anh em mình đi về nhà thôi nhỉ. Dạ. Anh đi vào gửi cái phần quà này cho Quân nhé. Đây, à. Quân cầm lên nhà đi. Rất là hiếu. Đi. Đi. Nhiên tăng. Quân bảo cả ông nữa. À. À, những cái máy cưa thì để ở trong nhà luôn à? Dạ. À. Dê à? Đây là bà là... Ở bên này này. Bà là đang nấu cơm ở phần phía bên này rồi cô bác ạ. Ôi gấu quá đây. Cô bé Hiếu nữa nhỉ? Dạ. Rồi, nè. Hôm nay thì cũng lên cũng xuống tối quá. Đấy. Anh xin nhá. Ai nào ngồi đây xong ra mở quà nhá. Nhá. Còn tặng vào đây Hiếu. Tặng vào đây. Có ghế không? Con có ghế không? À, nào khoanh tay đi. Chào con các bà, khoanh tay. Khoanh tay. Con chào con. Con chào con các bà. Con chào bà. Rồi. Không biết là hôm nay thì anh lại nhận được một cái phần quà nữa, không biết là trong là có cái gì. Đấy, à. Nhưng mà nhìn ở ngoài thì là Quân đọc xem là bà nào gửi cho Quân. Đang nè pho. Ta cùng ta pho đang nè. Đang nè, cùng ăn mấy cái đang nè. Lấy cho bà ngồi. Lấy cho pho đang mà. Pho đang đó. Thật cùng đang mà. Đấy, cho ông ngồi nhá. Là của bà nào gửi. Bà nào bà gửi cho Quân. Bà Khánh Gia Bình Bắc Ninh. Đấy, bây giờ thì Quân là tự mở nhá. À. Cho em Quân là em mới tự mở đi. Ừ. Xem là phía bên trong thì sẽ là gồm là những cái đồ đạc gì nhá, những cái đồ gì mà các bác gửi cho. Ở đây thì rất là nhiều, cháu Lực cũng mở rất là nhiều cò cho các bác, và cũng rất là nhiều cái ý kiến của các bác nói rằng là không cần phải là lôi ra cả, tại vì là lôi ra xong lại để vào. Đấy, như thế thì nó cũng đúng rồi các bác. Đấy, nhưng mà cháu Lực cũng có ở đây thì cháu Lực cũng muốn mở ra là xem là bên trong là còn là có những cái lá thư nào mà các bác gửi tới cho em Quân không, lại cùng với lại ông bà không. Đây này thì là dây chắc là của bà Khánh là bà buộc này. Đây là thì em thì mở ra bên trong là gồm những cái đồ đặc biệt, những cái đồ gì nữa. Anh cũng không biết là khi mà anh nhận được, anh cũng biết là trong ấy là đồ gì đâu. Em xem ở bên ngoài là có tên hóa không, nếu có tên hóa thì biết được không? Nếu mà không có thì em mở ra ở bên trong, mở ra bên trong để xem đây là bộ quần áo gì. Đây là quần áo đúng không? Đây là của em. Đây là quần áo của bé Hiếu à? Ừ. Bé Hiếu mặc một cái là cái
Cũng thế được.
quần. Quần áo thì có vẻ như là có của quân với lại của bà Hiếu là nhiều hơn, còn là chắc là bà là ở trong này sau đó. Đây là quần của bà. Đây váy đây cũng là váy của bà Hiếu, váy đây. Váy là váy của bà Hiếu, sau bà Hiếu mà. Áo phong. Đến đây là của chỗ con bé Hiếu, nhưng mà đến mùa mùa hè mùa lạnh thì mới mặc được nhá. Thông quân thì bảo lại bà nhá, quần áo của bé Hiếu nó có nhiều, cái nào mà cũ thì lại bảo bà là bỏ đi nhá. Cái nào mà cái cũ mà không vừa đấy, chứ không phải là cũ. Cái nào mà nhỏ, cái nào mà không vừa bé Hiếu nhá, là bảo bà là bỏ đi. Quần áo thì các bác gửi cho rất là nhiều, chứ không phải là ít đâu. Thì cả quân không thế thôi. Mình có mặc những cái áo mà nó lộn xa lộn xộn cả đấy, không là nhìn là không đâu vào đâu cả. Quần áo thì người ta bảo là quần là người đẹp vừa lụa, cho nên là những cái bộ quần áo của mình ấy, thì mình phải biết đánh cách mà sắp xếp để cho nó mặc nó hợp đâu một chút. Cái nào mà mình mặc đi làm là mình mặc đi làm, còn cái nào mình mặc ở nhà là mình mặc ở nhà, chứ không là đừng là buổi tối mà mặc là buổi tối mà đi làm xong không tắm được không ngủ luôn đấy là không được luôn nhá. Đấy, như thế là nó sinh cho mình một cái tật mà rất là xấu luôn. Đấy, bây giờ mình là lớn rồi cho nên là mới nhắc nhở kể cả em nữa, em cũng bảo với lại cả bé Hiếu nữa nhá. Bé Hiếu liền không ngủ. Hôm nay thì tôi cũng đã gửi cái phần quà của bà Khánh ở xã Bình là tỉnh Bắc Ninh của bác ạ, gửi tới cho em quân rồi, và tôi được cùng xin cảm ơn tới bà Khánh, chúc bà và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Hãy cảm ơn bà đã tin tưởng tôi được và gửi những phần quà là nhờ tôi được để làm những người. Tôi được cũng rất là vui mừng khi mà tôi được làm cái chương trình mà thực hiện như này, và để mà được sự tin tưởng của bác và các bác đồng hành cùng tôi được trong cái khoảng thời gian vừa qua. Hiện tại thì tôi được cũng cầm được cái khoản tiền quý của nhà em quân thì cũng khá là lớn với bác ạ. Ở đây thì tôi được cũng những cái tiền nông như này thì tôi được nói đi nói lại, tôi được nói rất là nhiều lần với bác nhá, làm sao tôi được nói rất là nhiều lần để nói cho các bác cùng với lại tôi được với lại em quân để nhớ khoản mà kinh phí hiện tại là bao nhiêu. Quân thì vừa rồi ấy, đi làm cái công việc mà bóc vác như này thì anh nghĩ rằng là quân chưa thể mà đủ tuổi phù hợp được công việc này. Đấy, cho nên là quân chắc là quân không thể tiếp tục cùng anh để mà làm được. Bây giờ đi làm thì là ai cũng vất vả, ai cũng mệt cả. Đấy, nhưng mà em cũng phải là nghĩ xem là cái bản thân của mình nó đang ở cái độ tuổi nào và cái sức khỏe của mình nó làm được công việc gì. Đấy, chứ không là sau này bây giờ em đi bắt bác công việc này này nó rất là bụi mà em không đeo được trang, cũng như là không đeo được cái đồ bảo hộ nào, thì sau này độ tầm 1-2 năm nữa, hay là không 1-2 năm nữa, tầm độ 5-10 năm nữa là em cảm thấy là sẽ có một cái căn bệnh, một cái căn bệnh luôn. Thế lúc đấy là không có tiền để mà chạy chữa đâu nhé. Đấy, cho nên là quân trên tay cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì cháu Lực cũng có cái măng trúc
rừng này các bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này các bác ạ. Tại ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang các bác. Quần áo đẹp cho con. Có thể là tối nay là còn ôm áo này ra đi hình luôn đấy. Quân thì có lời nào con cảm ơn bà đã gửi quần áo cho con với lại ông bà và em. Khi mà con với ông bà và em đã nhận được thành quả của bà rất là vui mừng. Con thay mặt ông bà con chúc bà thật nhiều sức khỏe, luôn thành công trong cuộc sống. Con cảm ơn bà rất nhiều ạ. Con chào tạm biệt các ông các bà.